Giới thiệu với anh em ba mẫu cưa tầm trung, chất lượng là khá là ổn và tốt nha anh em. Thì Quang Thái sẽ báo giá cho ba cái dòng cưa này luôn. Ba dòng cưa này đang giảm giá cho anh em mình dùng. Đang giá là 2,7 triệu bao vận chuyển. Tặng cho anh em mình 100ml nhớt để mà test nha anh em. Để mình test máy, giá là 2,7 triệu. Lam 50 nha anh em, tất cả đều là 50. Anh em hả? Giá 2,7 triệu. Là trong đó nó có ba dòng này anh em. KV G750 và Betelo 54 anh em, 5460 là 54cc này anh em. Dòng này 54cc hả? Dòng này 52cc anh em ha. Và dòng Fuji Kame này anh em, 6.2 này cũng dùng khá ổn là anh em, tại trong tầm giá ha. Thì nó cũng là 52cc, piston 45mm. Ba cái tiếng vượt trội anh em ha. Ba cái tiếng vượt trội đâu anh Thái, quay lại anh em tiếng Việt cho anh em mình xem này. Ba cái tiếng vượt trội này anh em. Đồng mẹ nickel, bạc đạn lóc Nhật và cốt dân Nhật nha anh em. Đấy. Thì Quang Thái sơ lược qua, bây giờ Quang Thái sẽ báo cho anh em mình xem chi tiết hơn nè anh em. Thì KV G50 này khá nổi tiếng ở Việt Nam mình nè anh em. Thì có mẹ ở Việt Nam cũng mười mấy năm rồi anh em. Piston 45mm. Chế Huri và hơi là Yusen nha anh em. Đấy. Rất là máy, rất là nhìn rất là đầm, rất là chắc nha anh em. Tem này. Tem mát bài bản chứ không phải là hàng phết nha anh em. Bản thân nó là KV G750, không có nhá ai hết. Và lam 50. Đó, sơn 30 mát. Phụ kiện kèm theo anh em. Giá là 2,7 triệu bao vận chuyển nha anh em. Tặng cho anh em mình 100ml nhớt để mà test máy luôn anh em ha. Test roda luôn anh em ha. Dòng nào Quang Thái cũng tặng một chai nhớt như thế này. Và cái thứ hai là cái Betelo anh em. CS 5460 này anh em. Thì dòng này lớn hơn xíu, nó 54cc anh em ha. Cũng piston 45mm. Hơi xịn. Hơi xám này anh em. Hơi xịn. Khá chắc ha, 54cc. Dòng Betelo này thì ở Thái Lan dùng rất là nhiều nha anh em. Thì nó cũng là một trong những dòng gọi là giá mềm mà dùng tốt, dùng ok. Trong cái phân khúc mình dùng ha. Mình dùng cũng là khá bền anh em ha, cũng lam 50, sơn 30 mát và tặng thêm một bình phan nhiên liệu. Mình phan nhiên liệu và phụ kiện ở trong này anh em ha, phụ kiện ốc vít được để chỉnh á. Với tặng 100ml là giá cũng là 2,7 triệu luôn anh em. Thì ba dòng này đều là đồng giá hết anh em. Đến con thứ ba này là Fuji Kame này anh em. Fuji Kame 6.2 khá nổi tiếng anh em ha. Đấy. Cũng tem mát là bản thân nó là Fuji Kame luôn, không nhá hết nha anh em. Lam 50. Thì dòng này thì Quang Thái bán cũng có nhiều nhìn hơn hai dòng bên cạnh, là dòng này dòng bán nhiều hơn. Bởi vì có cốt dân Nhật này anh em. Bạc đạn lóc Nhật và nòng mẹ nickel xài rất là bền anh em ha. Ba cải tiến vượt trội của dòng này. Thì trong phần khúc giá dưới 3 triệu là giá 2,7 triệu. Hôm nay Quang Thái bao ship tặng 100ml nhớt cho anh em mình test. Lam 50, xích 30 mát ha. Là giá là 2,7 triệu bao vận chuyển anh em. Đấy, tặng phụ kiện này. Cái này là bình thay nhớt và phụ kiện ở trong này. Fuji Kame thì khách mua rất là nhiều nha anh em. Ở trong này thì có dũa này, vít chỉnh này, chỉnh anh em ha, phụ kiện nữa kèm theo. Lam 50. Bao ship luôn anh em mình là giá 2,7 triệu bao vận chuyển. Rồi, giá đang xuống rất là sâu nha anh em. Đợt trước Quang Thái bán là 2,9 triệu anh em, mà đợt này Quang Thái lấy nhiều anh em thì giá rẻ hơn, Quang Thái giảm giá xuống cho anh em mình dùng. Nhưng mà cốt dân Nhật này anh em. Ba cải tiến này là rất là ăn khách nha. Đồng mẹ nickel này, bạc đạn lóc Nhật này, cốt dân Nhật này anh em ạ. Dòng này thì xài cũng trong tầm trung á anh em, thì xài khá là bền. Máy rất là đầm nha anh em, rất là đầm. Chớ Huri đó anh em ha. Piston 45mm. Thì cân nặng mấy cái dòng này thì tầm 5 kg anh em ha, 5 kg cũng khá là nhẹ. 5 kg khá nhẹ anh em mình dùng ha. Cách gỗ tầm 2 gang tay anh em ha. Gỗ mà 2 gang tay này, còn 40 nè, 35 rồi là cách đẹp luôn anh em. Ngọt luôn anh em. Anh em ở miền Nam cũng hay dùng cái dòng này của bên Quang Thái, là hay cắt bạch đàn rồi anh em. Bạch đàn mấy cái dòng cây gỗ vườn á, thì dòng máy dùng dòng này là khá là ổn.
anh em ha. Lam 50 ha, tất cả đều là 50 anh em ha. Cái Betelo thì làm bánh xe anh em, làm 50 nhưng mà nó dùng bằng bánh xe anh em ha. Đây, nó có bánh xe này. Còn hai cái dòng như KV với Fujikawa 612 thì làm Latin anh em ha. Làm Latin này anh em, nó không có bánh xe, và anh em để ý là anh em để ý cho Quang Thái này, làm Latin là gì? Làm Latin là nó không có bánh xe và nó có một cái mối hàng Latin từ này chữ U xung quanh chữ U xung quanh cái lam, gọi là lam Latin anh em ha. Lam này cũng là lam Latin này anh em. Lam Latin ha. Thì nó hàng chữ U, nó hàng chữ U đỡ cho nó khỏi banh cái lam đây này. Chữ U nó tầm 5 6 phân gì ở cái đầu. Còn lam bánh xe là ở cái đầu nó này anh em. Anh em sẽ thấy phát hiện được cái bánh xe. Đó, bánh xe đó nó kéo xích đi này. Đó. Đó, thì anh em mình biết nó như vậy ha, là lam Latin và lam bánh xe là như là nó vậy anh em ha. Thì khởi khởi động máy tí nữa thì Quang Thái có những cái clip test ba dòng máy này, Quang Thái sẽ áp vô cái clip này cho anh em mình xem nghe cái tiếng của động cơ. Thì cái tiếng động cơ nó cũng đầm và dữ, rất là dữ nghe anh em. Thì đây anh em, thì dòng cơ nào cũng vậy, thì khi mình nhận về thì nó sẽ nghiêng đai nghiêng kiện và mới như thế này. Thì đây là công tắc ha, công tắc mình bật lên này, bật lên là dùng ha. Anh em mình thấy chữ stop không, stop này bật xuống là theo mũi tên stop là tắt nha anh em, bật lên là dùng ha, bật xuống là tắt đó. Cái mũi tên và có chữ stop là xuống là tắt anh em, theo mũi tên là tắt, lên là dùng đấy. Thì hai khoang, có nhiều anh em mình thôi chưa va chạm máy á, thì không có rành, không có rành, chứ còn cái này là nó theo quy chuẩn hết rồi anh em. Đây là cái chập giật anh em ha, giật đỡ mà khởi động máy thì nó có cái tay nắm này dở rồi, nhưng mà ở đây là nó có hai cái nút, hai cái nắp này để mình biết là bên nào đổ xăng, bên nào đổ nhớt này. Thì anh em mình nhìn vô á, anh em rành rồi thì không nói, anh em mà chưa rành á thì hãy để những cái chi tiết Quang Thái giới thiệu cho anh em mình ha. Cái nắp ở gần cái tay em mình này là nó có cái bình xăng đó, có cái bình xăng nhiên liệu này anh em thấy không, và cộng với một cái giọt nhớt. Thì cái lỗ này là cái bình lỗ phan nhiên liệu này, cái bình này đã, cái khoang này đã chứa nhiên liệu, có nghĩa là xăng phe nhớt anh em ha. Tỷ lệ thì anh em mình phe có tầm 1:30, nếu mà anh em mình làm nhiều thì phe 1:25, đó là nhớt, là nhớt xịn đó anh em. Cưa thì mình phe nhiều nhớt hơn tí ha. Đấy, thì cái này là cái lỗ cái khoang mà đỡ mà chứa nhiên liệu nổ anh em ha. Thì nó sẽ có cái hiệu là xăng cộng nhớt này anh em. Cái dòng nào của nó cũng vậy anh em, từ cái máy xịn cho tới máy thường tới máy tầm trung thì cái quy chuẩn chung rồi, nó như toán học vậy anh em. Thì nó quy chuẩn chung ha. Cái khoang mà nó anh em thấy mà có xăng trọng dưới nhớt này là nó là phe nhiên liệu xăng và nhớt đổ vào đây. Rồi bên đây anh em thấy cái xích không, cái hiệu xích không, là có nghĩa là mình đổ nhớt vô đỡ nó bơm lên, nó nuôi cái lam dưới cái xích mình anh em. Đó, cộng xích này là mình đổ nhớt 4 thì anh em, nhớt của xe Honda 4 thì ha. Đấy, mở này ra, đặn vặn ra hết ra, giữ rút ra đổ vô. Đó, tầm một sậy ha. Đổ vô cái đây thì mình đổ ít thôi, chứ còn một sợi được rồi. Còn cái này xăng này, xăng phe nhớt thì anh em mình để ý là xăng và nhớt. Rồi cái này cũng vậy, cái này cũng vậy ha, cái hiệu chung ha, xăng trọng nhớt. Đây là các anh thấy cái cổng xích không, là đổ là nhớt, nhớt nhớt 4 thì đó mà nó nuôi cái lam. Cái này cũng vậy anh em ha, cái hiệu chung rồi anh em à. Đó, dòng nào vậy anh em để ý cái những chi tiết này để mình đổ cho nó khỏi lộn ha. Đây xăng phe nhớt này, xăng phe nhớt, xăng nhớt 2 thì nha anh em. Còn đây là nhớt 4 thì độ lam ha. Nó vậy anh em. Nó nên nhiều lúc nó đơn giản, nhưng mà nhiều anh em mình hồi giờ chưa sử dụng á thì bắt đầu nhận mấy giờ cũng hơi bỡ ngỡ anh em ha. Đó, thì Quang Thái báo giá lại cho anh em nào mới vào thì đã biết giá. Ba cái dòng cưa tầm trung mà giá khá là tốt, dùng khá là tốt luôn. Thì đây là cái Quang Thái đang cầm, đây là KV G750 giá 2,7 triệu, lam 50 bao vận chuyển tặng 100ml nhớt. Cái con này là nó nhiêu đây nè anh em, giá 2,7 triệu ha. Thì con này cũng 2,7 triệu. Betelo CS5460 54cc cũng 2,7 triệu luôn. Fujikawa 612 nó cũng 5,7 triệu, lam 50 anh em ha. Ba con này là dùng là khá là ổn trong phân khúc anh em. Mình có nhiều thợ của bên Quang Thái ở miền Nam dùng cũng rất là nhiều, các bờ lời bờ gỗ vườn rồi sẽ dùng rất là ok. Thì Quang Thái cũng xin dừng clip tại đây, hẹn gặp lại anh em trong những clip gần nhất. Bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em, bye bye anh em.
Oh,